chấn động, tiên tri tiết lộ cực chính xác về tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng, nhờ ơn phước tổ tiên, bề trên ban phúc lớn, gánh lộc về nhà, đổi vận giàu sang, chúng lớn phát tài, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay trong năm Ất Tỵ 2025, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Thân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng. Tuổi Tân Hợi hay còn được gọi là khuyên dưỡng chi chư, hay còn được gọi là lợn nuôi nhốt. Năm sinh dương lịch, từ 27 tháng 1 năm 1971 đến 14 tháng 2 năm 1971. Năm sinh âm lịch, Tân Hợi, thiên can Tân, tương hợp Bính, tương hình Ất, Đinh, địa chi Hợi, tam hợp, Hợi Mão Mùi, tứ hành xung, dần thân Tỵ Hợi. Mệnh kim, thoa xuyến kim, vàng trang sức, tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa, con nhà Bạch Đế, số phú quý, xương con heo, tướng tinh con cọp, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Trời sinh người tuổi Tân Hợi, khuyên dưỡng chi chư là những người vui vẻ, lương thiện, chu đáo, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, vì thế họ thường được nhiều phước lành, đi đến đâu làm gì cũng được nhiều người hỗ trợ giúp đỡ tận tình. Có thể tính cách tốt bụng này của họ đã được Bồ Tát phù hộ, giúp họ trở thành những người tốt số ngay từ khi mới sinh ra. Về sau họ sẽ trở thành những người giàu có, làm việc gì cũng thành công, cả đời chẳng bao giờ lo thiếu tiền. Ngay từ khi còn trẻ, nữ mệnh tuổi Tân Hợi đã nổi bật là những người thật thà ngay thẳng và rất tốt bụng, họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Nữ mệnh tuổi Tân Hợi đa phần có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Tân Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận, cuộc đời tầm thường, đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất Tân Hợi rất thông minh và quyết đoán, họ chỉ đang chờ thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn áp lực của công việc, có người nhăn nhó chịu khó, có người kêu ca chán nản, tuổi Tân Hợi lại khác, họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn thử thách. Thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của Tân Hợi chính là một thứ vũ khí sắc bén giúp họ vượt qua khó khăn, nhờ vậy mà họ càng về sau, càng đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tuổi Tân Hợi không thích tranh luận đấu khẩu với người khác, phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng chí điều lành, bởi vậy dù kẻ khác có cố tình gây sự, họ cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế, tuổi Tân Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Sự thật thà chân thành cũng giúp tuổi Tân Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, đi đến đâu con giáp này cũng được mọi người yêu quý ngưỡng mộ. Xét tổng quan tử vi năm 2025, tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Tân Hợi theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp Ất, chủ về tương khắc, làm ăn có kẻ hiềm khích hoặc sức cạnh tranh mạnh, có thể mở rộng hay phát triển thêm một vài việc, nhưng đa phần không có đầu có cuối, kết quả không như ý, tiền bạc hay chuyện tình cảm cũng phát sinh không ít rắc rối. Xét về địa chi, Hợi gặp Tỵ, lâm cục diện tứ hình xung, một năm, nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đón đương số ở phía trước, cục diện xấu tác động, khiến tâm tính thay đổi, bạn dễ nóng nảy rồi gây ra hàng loạt rắc rối, tiền bạc vẫn có khả năng làm ra, nhưng không nhiều, vất vả lắm mới kiếm được. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành kim, gặp năm hỏa bị khắc chế, vận khí bị hao tổn ít nhiều, công việc khó được như ý nguyện, đề phòng kẻ xấu lợi dụng hoặc chiếm đoạt công lao, tiền bạc. Tiểu kết, nữ mạng Tân Hợi sinh năm 1971, được dự báo năm 2025 sẽ có những nỗi bận tâm nhất định về cuộc sống, công việc, tiền bạc. Tuy không quá mức hung hiểm nhưng vẫn khó được thảnh thơi, đặc biệt trong năm cần đề phòng cạnh tranh, tiểu nhân quấy phá mạnh, làm gì cũng phải tính toán trước sau. Thứ hai, xem tử vi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng, theo sao hạn năm 2025 là sao Kế Đô. Sao Kế Đô là một hung tinh rất mạnh, sao này thuộc hành thổ chủ về hung dữ, ám muội, thị phi, buồn rầu, với bản chất là một hung thần nên sao này gây ra những điều bất hạnh, tai ương. Trong dân gian vẫn lưu truyền bài thơ về sao Kế Đô như sau. Kế Đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3 tháng 9 bi ai khóc ròng, đàn bà vận mệnh long đong, ốm đau tăng chế nặng trong năm này, đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an. Không thì tai họa vương mang có ngày, phòng người làm vấp rủi may, thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ chớ than chớ phiền. Kế Đô là một trong những thất chính, mang tính chất hung bạo, mang lại nhiều nỗi niềm lo lắng cho bản mệnh người bị sao chiếu.
ánh sáng mặt trời bị che lấp khi hiện tượng nhật thực xảy ra mang màu sắc u tối. Chính vì vậy, những sao mang đại diện của hiện tượng này, người ta tin rằng sẽ có nhiều biến cố xảy ra đối diện với những năng lượng xấu của sao chiếu mệnh. Chủ hung hại nếu biết cách có thể chuyển nguy thành an, chuyển hư thành tài và giảm bớt nhiều tác động xấu của sao. Theo như ý tứ của bài thơ, thì nam mệnh gặp sao này trong năm họ hàng thường có tang sự, đối với phụ nữ gặp sao này sự nghiệp gập ghềnh, gia đạo tình cảm bất an, khổ vì con cái ốm đau khó dạy bảo, thời điểm mà sao kế đô ảnh hưởng mạnh nhất đó là tháng 3 âm lịch và tháng 9 âm lịch. Cách hóa giải hạn sao kế đô đó là việc ăn ở thẳng ngay, hiền hòa, giúp đỡ bố thí cho những người khó khăn cơ nhỡ. Đặc biệt khi đã làm ơn bố thí thì phải nhã nhặn, lịch sự, vô tư, chớ có kề công than phiền hay muốn được vinh danh tự hào vậy mới hoàn hảo. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Tân Hợi theo niên hạn là hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh là một hạn xấu, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và dễ mắc kiện cáo rắc rối với pháp luật. Trong tất cả 8 hạn mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn theo tuổi, thì hạn thiên tinh sẽ là một trong những hạn nặng nhất đối với người phụ nữ. Người mắc phải hạn này nếu không cẩn thận sẽ gặp cú sốc rất lớn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Trong làm ăn gặp phải kẻ xấu vu khống khiến sự nghiệp lao dốc không phanh, vì tiếng xấu đồn xa nên chẳng còn ai tin tưởng và làm ăn chung nữa. Cũng từ đó, công việc làm ăn không còn thuận thành như trước. Trong cuộc sống thì các mối quan hệ dần xa cách bởi những tiếng đùa giỡn vô tình, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có, chính sự hiểu lầm dẫn đến những cuộc tranh cãi xung đột khiến tình cảm ấy chia cách. Cách giải hạn thiên tinh, chú ý đến ăn uống tránh bị ngộ độc thực phẩm. Trong làm ăn người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Thứ 4. Vận niên năm 2025 của tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Tân Hợi nữ mạng gặp vận niên, dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ. Đây là hình tượng mang ý nghĩa no đủ về phương diện vật chất và tinh thần. Bởi dê được ăn cỏ no đủ, đời sống vật chất sung túc, không phải lo gánh nặng tiền bạc nữa. Theo đó, cuộc sống của tuổi Tân Hợi nữ mạng bớt phần cơ cực trong năm 2025 này. Gia đạo khá yên ấm, nhưng đừng vì thế mà phóng túng thái quá mà phạm phải sai lầm, khiến đào hoa xấu bùa vây, đe dọa hạnh phúc gia đình. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2025 tuổi Tân Hợi nữ mạng theo tuổi âm. Tử vi 2025 tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng có hạn tam tai không? Người tuổi Tân Hợi cần tránh các năm tam tai, Ý, Ngọ, Mùi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2025 tuổi Tân Hợi 1971 nữ mạng có hạn kim lâu không? Năm Ất Tỵ 2025, gia chủ Tân Hợi 1971 là 55 tuổi, tuổi Mụ, sẽ phạm kim lâu thân. Kỵ thân gây tai họa cho chính bản thân mình, nếu tai họa ập xuống thì mình sẽ là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Tử vi 2025, tuổi Tân Hợi 1971, nữ mạng có hạn hoang ốc không? Năm nay tuổi Tân Hợi là tứ tấn tài, không phạm hoang ốc. Tứ tấn tài có câu tứ tấn tài chi phước lộc lai, làm nhà tuổi này gặp nhiều phúc lộc. Tử vi 2025, tuổi Tân Hợi 1971, nữ mạng có hạn thái tuế không? Tân Hợi sinh năm 1971, trong năm Ất Tỵ 2025, sẽ phạm vào xung thái tuế. Xung thái tuế, năm hạn thái tuế có địa chi xung tuổi cầm tinh. Ở những năm này, bản mệnh sẽ có những chuyện kém may mắn như phải chuyển nhà, chuyển công việc, bạn bè phản bội, bệnh tật, phá sản, gây thù kết oán. Xung ở đây chỉ cục diện lục xung, bao gồm Tí Ngọ tương xung, Sửu Mùi tương xung, Dần Thân tương xung, Mão Dậu tương xung, Thìn Tuất tương xung, Tỵ Hợi tương xung. Cách hóa giải xung thái tuế, bản mệnh cần giữ tỉnh táo hết sức nếu không muốn mắc phải trò lừa đảo của người khác, dễ rơi vào tình huống tình ngay lý gian. Nếu bị kẻ khác công kích, hãm hại, bạn không nên một mực nhẫn nhịn, có những thời điểm cần phải có sự phản kháng thích hợp. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bạn dễ rơi vào mánh lưới của kẻ xấu, khiến tiền bạc đổ sông đổ bể. Bạn cần phải hết sức tỉnh táo, nhận ra lỗi sai để dừng lại đúng lúc. Những ai vào năm phạm thái tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng.
Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh. Vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất. Nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế, tối kỵ bốc đồng, sốc nổi. Đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Tử vi 2025, tuổi Tân Hợi 1971, nữ mạng, có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Tân Hợi 1971 năm Ất Tỵ 2025 là trạch phúc. Trạch phúc là một trong bốn trạch tốt gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch phúc là tốt, bởi vậy gia chủ 1971 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có câu thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, ư, khóc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc. Các trạch xấu là bại, ư, khóc, quỷ, tử trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1971 gặp trạch phúc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiểu kết, xem tử vi phương Đông, bước sang năm 2025 được đánh giá là có khá nhiều thách thức nhưng cũng rất năng động với nữ mạng tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Hung vận lớn nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình, bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân vì đến khi bắt đầu lại, bạn sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Tân Hợi nữ mạng trên các phương diện chính của cuộc sống, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, gặp cục diện tương xung thái tuế khiến quan hệ của bản mệnh với bạn bè, đối tác không thực sự hài hòa, đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác, song bạn cũng chớ nên quá hiền lành nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn. Chớ nên khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình, nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. May mắn là có các tinh nguyệt mã, giải thần xuất hiện, chính là cứu tinh soi sáng tiền đồ của con giáp này, cơ hội chuyển mình đã bày ra trước mắt. Chỉ cần bản mệnh làm tốt công việc của mình, khiêm tốn giữ mình, đừng kiêu căng tự phụ, hành xử khéo léo hơn một chút thì tự nhiên sẽ giảm rất nhiều rắc rối tới quấy rầy bạn. Nhờ đó, sự nghiệp của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhiều vấn đề khúc mắc trước đó bỗng tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý, khơi thông thế bế tắc nhanh chóng, càng về cuối năm thì sẽ càng hanh thông hơn. Đây sẽ là thời gian để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời hạn trước và tích cóp một khoản đáng kể cho tương lai. Cát tinh tử vi xuất hiện đem tới cho bạn những cơ hội quý giá, bản mệnh cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí dù chưa được đổi đời thăng tiến đi nữa, thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng, túi tiền đảm bảo hơn hẳn. Về phương diện tài lộc, tử vi năm Ất Tỵ 2025 dự báo về phương diện tài lộc, dù không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Tân Hợi nữ mạng không đến mức ảm đạm, vẫn có quý nhân phù trợ, mở ra những cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Đặc biệt, thời điểm may mắn nhất trong năm 2025 đối với người tuổi này sẽ là vào các tháng 1, 6, 8, 11 âm lịch. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của Tân Hợi nữ mạng cũng được đảm bảo, chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh trong năm 2025, túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trong năm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được.
Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm 2025 này. Do có hung tinh kiếp sát tác động, con giáp này dễ vướng phải rắc rối, cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế, trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ vung tay quá chán, rồi cuối cùng khi chuyện cấp bách xảy ra lại phải chạy vạy, nợ nần người khác. Về tình duyên gia đạo. Được vận niên che chở, gia đạo tuổi Tân Hợi nữ mạng năm 2025 khá tốt, ít sóng gió cuộc đời. Gia đạo khá hài hòa, dù có tránh khỏi lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức ổn định. Đôi khi khá nhạt nhòa khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Nhân cơ hội này hung tinh phá toái gieo rắc điều phiền muộn, nếu không thực sự tỉnh táo, đương số rất dễ rơi vào cạm bẫy tình ái đe dọa hạnh phúc gia đình bấy lâu. Hãy chế ngự sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm lo cho nửa kia, có như vậy vận hạn mới qua. Người làm cha mẹ cũng nên quan tâm nhiều hơn đến con cái của mình, chỉ khi bạn thực sự quan tâm, cổ vũ tích cực, con cái bạn mới trở nên trưởng thành hơn và có thể gặt hái được những thành tích cao trong học tập, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, rồi bạn sẽ vô cùng tự hào về gia đình mình. Về phương diện sức khỏe. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ mệnh tuổi Tân Hợi có dấu hiệu suy giảm, bạn chớ làm việc quá sức hoặc suy nghĩ bi quan, tiêu cực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy. Không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao như yoga, đi bộ, thiền sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra trong năm 2025, tuổi này cần đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn khi đi lại, tham gia giao thông. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn trọng khi lao động, đề phòng sự cố dẫn tới thương tật nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mệnh Tân Hợi sinh năm 1971. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy. Sao kế đô là thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, ghi, có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2025. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đức đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Hướng và màu sắc phong thủy hợp với Tân Hợi. Những người tuổi Tân Hợi hợp hướng nào, đó là các hướng nam sinh khí, bắc thiên y, đông nam diên niên, đông phục vị. Người tuổi này nên kỵ các hướng xấu là tây nam, tây bắc, đông bắc và tây. Về màu sắc, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 hợp các màu vàng rực rỡ hoặc màu trắng tinh khiết vì màu vàng thổ. Mà thổ sinh kim nên rất tốt cho người tuổi Tân Hợi, màu trắng là màu tượng trưng cho bản mệnh nên cũng tốt. Màu tương khắc của tuổi Tân Hợi là những màu như màu hồng, màu đỏ vì những màu này ứng với hành hỏa, hỏa khắc kim. Tuổi Tân Hợi hợp với tuổi nào? Theo tử vi, trong làm ăn tuổi Tân Hợi hợp các tuổi Tân Hợi, Bính Thìn, Kỷ Mùi. Trong tình yêu hôn nhân, tuổi Tân Hợi hợp với các tuổi Tân Hợi, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Đinh Mùi. Tuổi nào khắc với Tân Hợi, theo quy luật tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, ứng với các con giáp trong bộ này, tuổi Tân Hợi sẽ khắc với các tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu và Mậu Ngọ.
Những người tuổi Tân Hợi không nên kết hợp làm ăn với những tuổi trên vì dễ dẫn đến đổ vỡ. Kết hôn với các tuổi trên cũng khiến tình cảm tuổi Tân Hợi không có kết quả tốt đẹp. Cây phong thủy cho người tuổi Tân Hợi. Những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 hợp với các cây cảnh có màu bản mệnh như màu trắng hoặc màu tương sinh của hành thổ. Cụ thể, cây hợp tuổi Tân Hợi có thể kể đến như cây ngọc bích, vạn niên thanh, thiên niên kiện, lan ý mỹ, châu bà đế vương, sẽ giúp gia chủ có thêm bình an, may mắn trong năm 2025 này nhé. Quý vị thân mến, đầu năm mới người Việt có phong tục chọn người hợp tuổi đến xông nhà để cầu may mắn, tốt lành. Theo đó, vị khách đầu tiên đến chúc Tết sau thời khắc giao thừa là người xông nhà, vận khí của người này sẽ quyết định đến thành công, may mắn của gia chủ trong năm đó. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Tân Hợi. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Tân Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Kỷ Mão 1999, tốt, Kỷ Mão 1939, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Tân Mùi 1991, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Tân Mùi 1931, tốt, Quý Mùi 2003, khá, Đinh Mùi 1967, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Tân Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932, không tốt, Ất Hợi 1935, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Ất Tỵ 1965, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Ất Hợi 1995, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi Tân Hợi, nữ mạng trong năm Ất Tỵ 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng. Bản mệnh tuổi Tân Hợi bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ được cục diện nhị hợp trợ mệnh. Công việc của bản mệnh trong tháng này không phải lao tâm khổ tứ nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh phải chú ý điều chỉnh cảm xúc để tránh xảy ra tranh chấp về lời nói, xung đột thân thể với mọi người. Bản mệnh tuổi Tân Hợi nên học cách kiềm chế cảm xúc trong hoàn cảnh đặc biệt, không nên hành động bốc đồng, cần chín chắn, lý trí hơn. Năm mới nếu không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hung tinh thì tốt nhất nên cẩn thận đi lại, hạn chế nói nhiều. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Bản mệnh tuổi Tân Hợi trong tháng này có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, công việc có phần bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn nên bản mệnh cần cân nhắc trước khi quyết định. Tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn, bản mệnh cần phải biết kiềm chế sự ham muốn về mua sắm theo sở thích của bản thân để tránh thất thoát về tiền bạc một cách lãng phí. Trong tháng cũng nên chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức, tình hình sức khỏe sẽ nhanh chóng được cải thiện. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, điềm báo bản mệnh tuổi Tân Hợi dễ bị cuốn hút bởi những món đồ xa xỉ, cũng dễ bị lừa bởi những quảng cáo đầu tư và quản lý tài chính sai lầm. Điều này có thể làm cho bản mệnh tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Vận đào hoa trong tháng này với bản mệnh tuổi Tân Hợi khá tốt, bản mệnh thích trưng diện, cũng rất cuốn hút, có thể làm quen được với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác. Nếu bản mệnh muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên mở lòng và cho cả hai cơ hội. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Bản mệnh tuổi Tân Hợi bước sang tháng 4 âm lịch có vận trình sự nghiệp không mấy khởi sắc. Tháng này là tháng Tỵ, tháng xung với tuổi của bổn mạng, lại thêm hung tinh thiên khốc, tăng môn,
làm cho tinh thần không tốt, bạn dễ bị lơ là, mất tập trung khi làm việc. Tháng này bản mệnh tuổi Tân Hợi nên cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng hoặc liên quan đến pháp luật, kiện tụng nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Trong tháng này thời tiết thay đổi, chú ý trong ăn uống rất dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa do thiên tinh gây ra. Vì vậy, lời khuyên cho bản mệnh tuổi Tân Hợi nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến bản thân. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa hung cùng với sự tác động của cục diện ngũ hành tương xung gây ra nhiều bất ổn cho vận trình. Bản mệnh tuổi Tân Hợi dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, làm cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi, bơ phờ. Đặc biệt, nhiều người tham công tiếc việc, sẽ làm việc quá sức trong tháng này, nên sức khỏe rất dễ sa sút, dẫn tới vận may về mọi mặt cũng sa sút hẳn. Bản mệnh tuổi Tân Hợi không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực, thật vui vẻ, lạc quan là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc người thân của mình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Tháng 6 âm lịch, bản mệnh tuổi Tân Hợi có vận trình tình cảm tương đối lạc quan với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia sẽ trở nên tốt đẹp hơn, những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Trong tháng, được tam hợp trợ mệnh, tài lộc dễ kiếm, nhưng bản mệnh cũng nên nhớ không nên đầu tư làm ăn quy mô lớn, chẳng hạn như đầu tư bất động sản hay ngành phẫu thuật thẩm mỹ, nên đừng nhúng tay vào. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, về tổng thể vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Tân Hợi ở mức trung bình, có thu, có chi. Dù là tháng 7 cô hồn, nhưng bản mệnh có số được thần Phật che chở mà vận trình được hanh thông. Các sao các tinh chiếu, bảo vệ, cho nên vận thế của bản mệnh, về cơ bản ở hầu hết các khía cạnh, đều tương đối bình ổn. Bản mệnh có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày của mình. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Tân Hợi nhờ có sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Giải, Thiên Phúc làm cho vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng nhẹ. Một số người sẽ có thành tích tốt trong công việc, được lãnh đạo công ty đánh giá cao. Việc kinh doanh buôn bán có nhiều dấu hiệu khởi sắc, tài lộc theo đó cũng có được sự gia tăng đáng kể. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Tháng 9 âm lịch, bản mệnh tuổi Tân Hợi với khó khăn phần nào được tháo gỡ khi không chịu tác động mạnh của các hung tinh. Sức khỏe được cải thiện, chuyện tình cảm cá nhân cũng hài hòa hơn. Năng lượng tích cực giúp cho bản mệnh học hỏi được nhiều điều mới lạ từ những người khác. Xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc, nỗ lực vượt qua những thử thách trong công việc để có thể nâng cao tài vận cho mình. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Trong tháng này, dưới ảnh hưởng của các hung tinh, lại thêm thái tuế án ngữ, bản mệnh tuổi Tân Hợi có thể trở nên nóng tính, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh vì một số chuyện vặt vãnh, kể cả những người thân trong gia đình. Tháng đương đầu thái tuế, vận khí sụt giảm, tâm tính bất ổn, tài lộc khó tụ, bản mệnh tuổi Tân Hợi nên chú ý vấn đề về sức khỏe nhiều hơn, nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, nên thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Cẩn trọng giữ mồm, giữ miệng, ắt vượt qua vận hạn. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Tháng 11 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn, bản mệnh tuổi Tân Hợi bị ảnh hưởng bởi không khí cuối năm. Không chỉ phải đối mặt với đủ loại công việc ở nơi làm việc mà còn ôm theo rất nhiều việc nhà, đó cũng là một áp lực không hề nhỏ. Tuy nhiên, trong tháng, nhờ quý nhân nâng đỡ, khó khăn phần nào được tháo gỡ, bản mệnh cần tránh nóng vội nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Người làm công ăn lương thì nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh, người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều thuận lợi, buôn may, bán đắt, lợi nhuận không ngừng tăng lên, tiền bạc thu về không ít. Cũng giúp cho bản mệnh cảm thấy thoải mái và an tâm hơn. Sức khỏe được cải thiện, chuyện tình cảm cá nhân cũng hài hòa hơn, gia đình được an vui, hạnh phúc. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Tân Hợi, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch này, tháng cuối cùng của năm, bản mệnh tuổi Tân Hợi cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình.
nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại. Khi giao tiếp với con cái của mình, sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ, bản mệnh cũng cần chú ý tránh làm cho không khí gia đình thêm căng thẳng. Vận trình tài lộc trong tháng có nhiều nguồn thu đổ về, nhưng phải chi tiêu nhiều cho những thứ phát sinh ngoài ý muốn, đặc biệt là phải chi tiêu mua sắm trong dịp Tết, bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, khoa học để tránh tình trạng thu không đủ chi, họa phá tài rình rập. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi Tân Hợi, nữ mạng trong năm Ất Tỵ 2025. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bản mệnh an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các bản mệnh năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự cát tường. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!